ารู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากแปลว่าในช่วงเวลานั้นเราได้โฟกัสในสิ่งที่ทำให้ใจเรามีความสุขสวัสดีค่ะ mình là Thỏ học tiếng Thái nè Điều mà mình thích nhất trong năm vừa rồi đó là mình đã chia sẻ từ vựng tiếng Thái nhiều hơn sáng tạo được thêm nhiều cách học tiếng Thái hiệu quả hơn và mình cũng đã dịch rất nhiều bài hát hay có kèm phiên âm tiếng Việt từ tiếng Thái Lan dịch sang tiếng Việt để những bạn muốn học tiếng Thái dù có ít thời gian học nhưng vẫn có thể tự học và có thêm nhiều động lực học tiếng Thái Lan. Có một số video mình edit hơi lâu và tất nhiên cũng có những video mình đã edit lâu ơi là lâu luôn mới xong. Như là bài nguyên âm tiếng Thái này nè, mình đã quay sai đến 5 lần luôn đó mọi người. Lần đầu quay là bị viết lệch hàng nè. Cái này thì chưa đẹp, cái này thì sai chữ, cái này thì sai chỗ. Và trong lúc đang quay thì mình đã bất ngờ nghĩ ra được một cách viết mới giúp các bạn dễ hiểu hơn. Cho nên mình đã quay lại từ đầu, rồi phải chèn chữ nè, thêm nhạc, chỉnh màu các thứ. Phải mất nhiều công sức, nhiều thời gian thì video mới được đăng lên. À, cái bài Mon Nan Nan này nè là bài mà mình đã tốn rất nhiều thời gian quay. Bởi vì lúc đầu mình chỉ định viết và trang trí trong 2 trang giấy thôi. Nhưng mà sau khi quay xong và thu âm thì mình mới phát hiện ra là bị thiếu hình. Cho nên mình phải nghĩ thêm ý tưởng làm sao để phần trang trí thêm này vừa thú vị lại vừa liên kết với phần trang trí của 2 trang đầu. Rồi sau đó lại set up góc quay một lần nữa. Quay xong thì chèn video vào, edit tiếp. Thú vị nhất là bài 30 mục tiêu này nè. Hồi đó mình cứ tưởng là phải nói giọng cho nó cao thì người xem mới thấy hào hứng, vui vẻ, thu hút được nhiều người xem. Cho nên mình cố gắng nói to, cho rõ chữ và với một tông giọng rất cao. Cuối cùng thu âm xong bài này thì mình cũng bị viêm họng luôn. Mà giờ mình xem lại bài này, mình mới thấy là giọng mình đúng là hơi bất ổn nha. Mình cũng đang cố gắng sửa giọng cho ổn định hơn, mà cũng chưa biết sửa như thế nào mới đúng nữa. Mà đó là chưa kể thời gian thu âm á, bởi vì mình thường nói vấp hoặc là hụt hơi khi nói. Cho nên mình phải nói đi nói lại, thu âm rất nhiều lần. Nhưng mà mình đã rất vui vì dần dần kỹ năng edit video của mình cũng cải thiện hơn. Kỹ năng nói cũng trôi chảy hơn một chút. Dù mình vẫn còn nhiều thiếu sót, các bạn vẫn like và kiên nhẫn chờ video mới của mình. Vì vậy, Thỏ học tiếng Thái rất cảm ơn các bạn đã ghé xem kênh và để lại nhiều bình luận ý nghĩa nha. Những bạn đã nhấn like và đăng ký kênh cho mình đều xứng đáng trở thành thiên thần. Mình hy vọng trong những năm tới, kênh YouTube Thỏ học tiếng Thái sẽ được nhiều người biết đến hơn và giúp ích được cho nhiều bạn mới học tiếng Thái hơn nữa. Thỏ học tiếng Thái chúc các bạn có một năm nhiều niềm vui và biết thêm nhiều từ vựng mới, nhiều cách học hiệu quả, học tiếng Thái càng ngày càng giỏi nha.